Trời ơi, đây là một thử thách đáng sợ đó chị luôn á. Trời ơi, rất là sợ. Bối rối lắm mọi người ơi. Tại vì... vì rất là không nhớ là mẹ. À, cái gì ta? Không biết là có ai không có kỷ lục của những người điểm thấp nhất không, thì chắc là Sunny sẽ đạt kỷ lục đó đó mọi người. Chắc là cũng cạnh tranh với Henie đó. Tại thử thách 100 bài hát tập trước, Phạm Quỳnh Anh đưa chúng ta trở về thời kỳ đầu 8X9X với những hit siêu khủng. Ấy thế mà kết quả chỉ được vỏn vẹn 59 bài, bài xếp hạng không có sự thay đổi. Tôi là Sunny Hạ Linh và hôm nay tôi chấp nhận thử thách 100 bài hát. Nên hành lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Đã hết rồi, đã lỡ rồi, tình tình ra ai khóc cho nàng. Điều buồn nhất là đánh viết lại làm như không biết. Đây. Hello, can you hear me? Không thể cùng nhau suốt kiếp. Đi lên kia chơi. I'm so candy, non so sweet, candy. Nhảy có được tính không mọi người? Cái gì ta? Hồi xưa suốt ngày hát bài này không nhớ trời. Cái gì? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bỏ qua. Gọi mưa. Em. Ủa? Zim zalabim. Gặp anh trên phố đông người làm cưa rồi mời. Từ ngày em đến nắng không thuộc gặp anh trên phố đông người làm cưa rồi mời. Đã lâu người nắng trước em bây giờ tan trường. Có tính không mọi người? Ok. Thôi bỏ qua đi. Có chắc yêu là đây. Yêu thì yêu không yêu thì yêu. Bôi nhà nghèo. Tự nhiên không nhớ gì hết luôn mọi người ơi. Mẹ ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Vậy là chỉ một tròn một năm bên nhau, để ngọt ngào nước ra như là được sống lại tình đầu. What is love? Oh, lol. I'm falling in love with you. Lạ lùng em hơi đến bên anh trong nhiều đông lắm. Bài của mình không nhớ luôn. Vỗ tay. Today I don't feel like doing anything. I just wanna know. Cảm lâu quá sẽ ra sao? Thì này sẽ có thế nào? What? Để bước đi tới lại phía sau.
I'm a boy with love. Oh my my my. Oh my my my. Tự nhiên không nhớ luôn. Không biết luôn. Cái gì ta? Anh xa nhớ anh có khỏe không? Em lâu lắm chưa viết thư tay. Cảm giác lúc ấy giờ nó nói hơn cả yêu. Thank you, next. Thank you, next. Vậy thì lần cuối đi bên nhau sẽ đón như hôm đó. Hát một câu rap. Nước mắt sẽ không còn rơi thêm nữa trên khuôn mặt ngây ngô của cô bé nhỏ. Nụ cười, hạnh phúc, hân hoan đã trở lại. Cái gì? Vài dòng thư anh gửi đến em. Dường như mùa đông đã tới. Gõ cửa để xem. Tận cùng của nỗi nhớ em có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi. Nhật cam tên nơi này. Solo. Có ai thương em như vậy? Có ai gần em đến thế không ta? Psycho. Chào ngày vừa lên mình cũng dậy thôi. Quên ra đi nào. Trời, xưa hát mà nữa. Hát vừa từ tay. Tại cầm tên rừng núi giang tay nối lại biến xa. Romex is hating me and I hate them back. How you like that thing? cứ tan vào màn đêm này đắm say. Không sao mà em đây rồi. Anh ơi. Mặt trời kia dù ở đâu. Đừng yêu nữa. Quên. Cắt ống nè. Trong bang. Bụng. Kashina. Em đẹp nhất đêm nay. Không biết mà đào luôn á mọi người. Hết rồi. Ủa hết rồi phải không? Ủa chưa hả? Hết rồi nè. Hết rồi. Ấy chưa. Kỷ lục người điểm thấp nhất chương trình. Khá là vui nhưng mà với cái khả năng nhớ lời của mình thì với lại có một số bài bình thường rất hay hát nhưng mà trong cái giây phút bối rối này thì mình không nhớ được. Lâu lâu não nó bị nghẽn, cái neuron thần kinh nó không có chạy qua được nó, cái đường truyền đó. Oh my god. Ủa sao vậy được mọi người? Ôi thiệt luôn á hả? Ôi thật sự luôn á. Trời ơi không bất ngờ tại vì tưởng là chỉ tầm 20 bài. Mình là Sunny và mình đã thất bại trong thử thách vượt trăm bài hát. Sunny Hạ Linh là người đầu tiên bóc hết số giấy của chúng ta. Nhưng kết quả lại... thôi, chia buồn cùng Sunny nha.